thần thế sao cho em lớn lao liên ngại. Một lời nói ra em cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Xưa kia gặp anh ước gì chớ trao lời yêu, hôm nay đời em đâu phải khổ đau vì tình. Lời dù nói vâng, xin cảm ơn chị Hà rất nhiều ạ. Tiếp tục chương trình xin mời anh Trần tới chút xíu anh mới ca, là xin mời anh Hiền. Xin mời anh Hiền ạ. Bạn có anh em có ca chưa hay là 8 giờ? Ca không? Ca thì mà kế tiếp đó bạn có anh em chuẩn bị nha. Minh Hiền xin kính chào các anh chị và các bạn. Tiếp tục chương trình giao lưu văn nghệ hôm nay, Minh Hiền xin gửi đến các anh chị và các bạn nhạc phẩm Tôi Chưa Có Mùa Xuân. Mời các anh chị và các bạn.